tìm được nhà phù hợp rồi, hoặc là có khách thiện chí mua nhà rồi, nhưng mà đến bước đặt cọc thì lại lúng túng, không biết rằng phải thực hiện cái quá trình này như nào. Thì đặt cọc là một trong ba quá trình quan trọng của việc mua bán chuyển nhượng nhà đất. Thì nhà đất Đăng Dương đã có một video nói về thủ tục nhà đất 2020. Tuy nhiên thì video này Dương sẽ trình bày chi tiết cụ thể với anh chị và các bạn những cái điều gì, những cái thông số gì chúng ta cần phải ghi trong một hợp đồng đặt cọc. Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh nhà đất Đăng Dương. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Tôi là Đăng Dương, nhà môi giới nhà đất. Trong video hôm nay thì Dương sẽ giới thiệu với anh chị và các bạn một cái gọi là hợp đồng đặt cọc. Chính xác là Dương sẽ review một cái hợp đồng đặt cọc cho anh chị và các bạn. Thì có nhiều anh chị sau khi đã bỏ ra nhiều thời gian để mà đi tìm kiếm những cái căn nhà hoặc là những cái lô đất phù hợp với mình, hoặc là một số anh chị có nhu cầu bán nhà thì sau khi mà đã có người khách hàng, người ta thiện chí muốn đặt cọc thì lại lúng túng, không biết rằng là phải thực hiện cái quá trình đặt cọc là như thế nào. Thế thì trong video này Dương sẽ giải thích chi tiết tất cả những cái thông tin gì mà chúng ta nên ghi trong một cái hợp đồng đặt cọc bình thường như thế này. Thì nếu mà anh chị đã nắm rõ được cái thông tin này thì khi mà chúng ta làm được hợp đồng đặt cọc ấy, nó sẽ chặt chẽ và khăng khít nhất có thể. Còn tất nhiên ở trên thị trường thì có rất là nhiều những cái phiên bản của cái hợp đồng đặt cọc như này, bởi vì là thực tế nhà nước cũng chưa có quy định chính xác là một cái hợp đồng đặt cọc nó phải form file chuẩn chỉnh như thế nào. Vì thế thì cũng có nhiều cái phiên bản khác nhau. Tuy nhiên ấy, thì hầu hết là các phiên bản thì đều đưa ra những cái thông tin, thông số cơ bản để đảm bảo những cái tính pháp lý. Thì trong video này Dương sẽ nói từng phần cho anh chị và các bạn. Và sau khi chị và các bạn xem hết cái video cũng như là xem hết cái hợp đồng đặt cọc này thì anh chị và các bạn có thể nắm rõ được cái quá trình, và anh chị có thể là Dương sẽ gửi cho anh chị những cái file mềm như này để anh chị có thể in ra để làm cái hợp đồng đặt cọc cho anh chị, hoặc là anh chị cũng có thể là dựa theo những cái thông tin ở trên đây chúng ta có thể viết tay cũng được, không nhất thiết là phải là đúng ý chí này, nhưng mà cứ đảm bảo đủ ý là được. Thì Dương sẽ đi vào cái phần đầu tiên, đó là cái phần một trong ba phần rất là quan trọng của một hợp đồng đặt cọc, đấy là phần thông tin. Thì ngay cái phần đầu tiên của hợp đồng đặt cọc ấy là anh chị phải ghi được cái thông tin. Thì thông tin ở đây thì gồm những cái thông tin gì? Thông tin thì của bên nhận đặt cọc, ở đây là bên A này, bên đặt cọc là bên B, và bên làm chứng thì tạm gọi là bên C. Đấy, thì là có ba bên tất cả. Đấy, đây là một cái mẫu hợp đồng đặt cọc. Đây, bên trên ấy, thì tất nhiên là vẫn là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa độc lập mà tự do hạnh phúc rồi. Đấy, hợp đồng đặt cọc việc mua bán nhà. Đấy, còn mua bán đất thì chúng ta thay bằng mua bán đất thôi. Đấy. Và ở đây thì có cái phần đấy là bên nhận đặt cọc này, chúng ta sẽ ghi đại diện là ông bà nào đấy, và đầy đủ nhá, đầy đủ họ tên này, sinh năm này, chứng minh nhân dân số này, ngày cấp này, và cấp ở đâu này, và đăng ký hộ khẩu thường trú tại đâu. Đấy là phần thông tin. Tiếp theo là cái phần bên B thì cũng thế, bên B tức là bên đặt cọc ấy, thì những cái thông tin cũng phải đầy đủ như vậy, và bên làm chứng cũng vậy, bên làm chứng thì cũng phải là thông tin rõ ràng ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, đăng ký hộ khẩu thường trú. Và nếu như bên C, cái bên làm chứng ấy là bên môi giới ấy, thì là chúng ta nên ghi rõ ra là địa chỉ công ty, tên công ty là gì đó, thì như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Và đấy là cái phần thứ nhất của việc là thông tin. Phần thông tin thứ hai mà cần ghi trong hợp đồng đặt cọc, đấy là cái đối tượng mà chúng ta tham gia, đối tượng tham gia vào cái việc gọi là cái tài sản ấy, được mua bán chuyển nhượng trong hợp đồng đặt cọc này là gì. Đấy, thì phần thứ hai này thì chúng ta sẽ ghi là thông tin về cái lô đất hoặc về cái căn nhà. Thì Dương sẽ đọc nguyên văn ở đây cho anh chị bạn cùng nghe nhé. Bằng hợp đồng này, bên B đồng ý đặt cọc, bên A đồng ký nhận đặt cọc về việc bán căn nhà hợp pháp của bên A theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số. Đấy, thì cái số bao nhiêu ấy, chúng ta sẽ xem ở trên cái bìa đỏ thì nó sẽ có cái phần là số bao nhiêu. Thì có thể là sắp tới Dương sẽ làm một cái video gọi là hướng dẫn cho chị và các bạn đọc những cái thông tin ở trên sổ đỏ, nếu như chị và các bạn quan tâm tới những cái thông tin đấy. Và tiếp theo là số vào sổ là bao nhiêu này, do ủy ban nhân dân, thường ấy thì sẽ là ủy ban nhân dân quận hoặc huyện cấp, thì chúng ta sẽ ghi rõ là quận nào, huyện nào và cấp ngày bao nhiêu. Tiếp theo là căn nhà bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B có đặc điểm như sau. Thì ở bên dưới này ấy, có ghi này, đặc điểm là địa chỉ ở đâu này, diện tích mặt bằng này, thửa đất số này, tờ bản đồ số này. Thì ở đây là một số cái thông tin cơ bản, chúng ta có thể ghi cụ thể rõ ràng hơn nữa cũng được. Đấy, ví dụ như là một cái căn nhà 4 tầng, diện tích bao nhiêu chẳng hạn. Đấy.
địa chỉ thì chắc chắn là phải có rồi, đấy, thửa đất số, tờ bản đồ số, đấy. Thì những cái này là rất là quan trọng nhé, anh chị nhớ là cái phần thông tin có hai cái thông tin, thứ nhất là thông tin cá nhân của các bên tham gia là bên bán, bên mua và bên làm chứng, thứ hai là thông tin của đối tượng giao dịch, được giao dịch, đấy chính là cái tài sản, là cái căn nhà hoặc cái lô đất đấy. Thì cái thông tin của căn nhà hoặc lô đất thì phải rõ ràng về địa chỉ này, cái diện tích này, thửa đất số này, tờ bản đồ số bao nhiêu này, rồi cái số vào sổ là bao nhiêu, rồi là do Ủy ban Nhân dân quận huyện nào cấp ngày nào, đấy, phải ghi đầy đủ cái thông tin đấy. Đó là phần thứ nhất của một cái hợp đồng đặt cọc. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi đến cái phần đấy là phương thức thanh toán và xử lý tiền đặt cọc. Đó. Thì phương thức thanh toán và xử lý tiền đặt cọc ấy, thì ở đây đầu tiên ấy, thì anh chị sẽ ghi là bên A đồng ý bán căn nhà nêu trên cho bên B với giá là, đấy, với giá là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ ghi xuống bên dưới và nhớ là phải ghi bằng cả số và cả chữ anh chị nhé. Tiếp theo là phần phương thức thanh toán, thì phương thức thanh toán sẽ tùy vào gọi là cái thỏa thuận của giữa anh chị với người bán hoặc người mua. Chẳng hạn như chúng ta thanh toán năm 2 lần thì chúng ta sẽ ghi là thanh toán 2 lần, lần 1 là đặt cọc, lần 2 là thanh toán vào ngày nào. Đấy. Rồi 3 lần thì cũng phải ghi cụ thể, lần 1 là ngày đặt cọc, lần 2 là ngày nào và lần 3 là ngày nào và những cái lần cuối thì sẽ làm cái việc gì. Thì ở đây ấy, Dương trong hợp đồng này thì Dương tạm ghi là thanh toán làm 2 đợt. Đấy, thì đợt 1 tại thời điểm ký hợp đồng này, bên B đặt cọc cho bên A số tiền là, đấy, thì số tiền đặt cọc là bao nhiêu, 50 triệu, 100 triệu hay 200 triệu thì anh chị các bạn cũng phải ghi ở đây cả bằng chữ và bằng số. Thì trong những cái video trước Dương cũng đã có nói là cái số tiền đặt cọc ấy, thường khoảng từ 5 đến 10% của cái giá trị mà mua bán chuyển nhượng là hợp lý. Đấy, tiếp theo là chúng ta phải ghi một cái này nữa nhé, cái này cũng quan trọng ấy. Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền bên B phải thanh toán cho bên A sau này. Đấy, mình phải ghi cụ thể rõ ràng ra, vì nếu không thì sau này có thể là sẽ tranh chấp. Tiếp theo, đợt 2 bên B hẹn đến ngày. Đấy, thì cái phần đợt 2 này thì chúng ta sẽ lựa xem là cái thời điểm nào mà là cái thời điểm phù hợp để cho hai bên tiến hành công chứng hợp đồng mua bán chuyển nhượng, thì chúng ta sẽ hẹn đến một cái ngày nào đấy, có thể là sau 10 ngày, 15 ngày thì chúng ta sẽ ghi cái ngày đó vào đây. Và thêm nữa là bên A bàn giao cho bên B một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số, thì số bao nhiêu anh chị xem trên bìa rồi ghi vào. 2. Hợp đồng công chứng bán đất đã ký và đóng dấu. 3. Hiện trạng nhà đất theo đúng thỏa thuận ban đầu. Đó. Và còn một cái phần nữa, đấy là cái phần xử lý tiền đặt cọc. Thì cái phần xử lý tiền đặt cọc này rất là quan trọng nhé, bởi vì là cái này ấy, nó sẽ mang cái tính chất là gọi là có cái phần cam kết trách nhiệm của mỗi bên. Thì ở đây sẽ ghi là nếu mà bên gọi là bên đặt cọc mà không mua bán nữa, đơn phương chấm dứt hợp đồng trong cái thời gian vẫn còn đang có hiệu lực, thì là bên đặt cọc sẽ mất cái số tiền đặt cọc đấy. Ví dụ đặt cọc 100 triệu mà hẹn 2 tuần nữa thì sẽ làm hợp đồng công chứng mua bán, tuy nhiên là trong thời gian đấy thì bên đặt cọc họ hủy, họ không đặt cọc nữa, thì họ sẽ phải chịu mất cái số tiền 100 triệu đấy. Thì ngược lại với bên bán, nếu mà bên bán đơn phương chấm dứt cái hợp đồng đặt cọc này trong cái thời gian hợp đồng nó vẫn còn hiệu lực, thì bên bán sẽ phải trả lại cái số tiền mà bên mua đã đặt cọc, đồng thời đền bù cho bên mua một cái khoản tiền bằng với cái số tiền mà họ đã đặt cọc. Hoặc là có một số trường hợp ấy, thì các anh chị có thể thỏa thuận thêm là đền gấp đôi, gấp ba, thì cái đấy thì là tùy thuộc vào anh chị và các bạn. Và ở đây thì là có một cái mục nhỏ nhỏ thì dành riêng cho các bạn môi giới. Thì nhiều khi các bạn môi giới cũng không có để ý cái việc này, và có thể là xảy ra những cái chuyện mà hai bên sẽ hủy hợp đồng đặt cọc, và để mà các bạn môi giới có thể đưa hai bên được gặp lấy nhau để mà có được một cái giao dịch như thế này, mặc dù là nó chưa thành công nhưng mà cũng mất rất là nhiều công sức của các bạn môi giới. Vì thế nếu như bạn là môi giới đang xem video này thì bạn hãy đưa thêm một cái điều khoản nữa là nếu trong trường hợp mà hợp đồng đấy nó bị hủy, hợp đồng đặt cọc bị hủy thì môi giới cũng sẽ được nhận một cái khoản hỗ trợ thôi, nó có thể là 10%, 20%, 30% của cái số tiền mà hai bên đã đặt cọc cho nhau. Đấy, thì bên nào mà nhận được cái khoản bồi thường ấy thì bên đó sẽ có cái trách nhiệm là thanh toán cái phần hỗ trợ cho môi giới. Đấy, thì khuyên các bạn môi giới chúng ta nên chú ý cái chỗ này để mà tránh bị mất công mất sức. Và nếu các anh chị mua bán đang mua thì cũng nên thông cảm cho các bạn môi giới, bởi vì là rất là vất vả để mà có thể đưa đến những cái thông tin mà anh chị các bạn tiếp cận được với nhau.
Đấy. Nên là cái này cũng là hết sức bình thường. Phần tiếp theo trong cái phần 3 các điều khoản về quyền và trách nhiệm của mỗi bên ấy, thì sẽ đến cái phần đấy là cam đoan của các bên. Đấy. Bên trên thì là quyền và trách nhiệm, còn bên dưới thì sẽ là cam đoan. Thì thứ nhất này, bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây. Những thông tin về nhân thân, về căn nhà nêu trên ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật. Căn nhà nêu trên thuộc trường hợp được mua bán hợp pháp theo quy định của pháp luật. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật. Bên B đã tự xem xét kỹ, biết rõ về căn nhà nêu trên hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đó. Tiếp theo, điều khoản cuối cùng này. Hai bên đã đọc, hiểu và công nhận về việc thực hiện hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện với tinh thần minh mẫn, sáng suốt. Hợp đồng này được lập thành hai bản, mỗi bản có giá trị như nhau. Hai bên cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng và không có điều gì vướng mắc. Nếu có trường hợp gì phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ cố gắng cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu trong trường hợp không thỏa thuận được thì sẽ thống nhất đưa ra tòa án kinh tế Hải Phòng. Thì ở đây Dương đang ở Hải Phòng nên Dương ghi Hải Phòng. Còn nếu chị ở các tỉnh thành khác thì chị thay các tỉnh thành của chị vào đây. Quyết định của tòa án sẽ là cuối cùng và bắt buộc cho mỗi bên. Mọi phí tổn sẽ do bên thua kiện chịu. Đó. Và ở phần cuối thì là ký tên. Ở đây có ghi này, bên nhận đặt cọc này, bên làm chứng này, bên đặt cọc, ba bên ký tên vào đây. Như vậy là sẽ xong một cái hợp đồng đặt cọc. Thì như cái phần đầu mà Dương đã trao đổi với chị và các bạn ấy, một cái hợp đồng đặt cọc như này nó sẽ có nhiều cái phiên bản khác nhau của nhiều người, nhiều sàn và nhiều địa phương khác nhau. Nhưng mà nhìn chung lại ấy, thì nó vẫn làm sao nó cũng phải đảm bảo được ba cái yếu tố. Thứ nhất là về cái phần thông tin. Thông tin thì có thông tin người bán, người mua, người làm chứng và thông tin của cái tài sản đối tượng được mua bán chuyển nhượng, đấy chính là cái lô đất thì phải cụ thể. Nếu mà về người thì phải cụ thể nhân thân, rồi là về ngày tháng năm sinh, hộ khẩu, rồi đăng ký hộ khẩu thường trú ở tại đâu ấy. Rồi về cái đối tượng là cái căn nhà lô đất ấy, thì phải rõ là địa chỉ, diện tích, thửa đất, rồi tờ bản đồ số bao nhiêu, được Ủy ban Nhân dân quận huyện nào cấp ngày nào. Đó là cái phần thông tin. Phần về phương thức thanh toán thì anh chị các bạn sẽ phải ghi cụ thể ra là tại, tức là thanh toán là mấy đợt. Đầu tiên là cái giá bán là bao nhiêu, số tiền bằng chữ bằng số, giá bán là bao nhiêu này, rồi đợt 1 thanh toán bao nhiêu, đợt 2 bao nhiêu, ghi cụ thể ra. Và nhớ là ghi thêm là cái tiền đặt cọc nó trừ được vào cái tiền thanh toán sau này. Và một cái phần nữa đấy là cái điều khoản phạt. Trong cái phần thỏa thuận về phương thức giao dịch thì phải có cả điều khoản phạt. Và phần cuối cùng là các điều khoản về quyền và trách nhiệm thì Dương cũng vừa mới đọc cho anh chị các bạn xong. Đó, như vậy là Dương đã chia sẻ với anh chị các bạn một cái hợp đồng cơ bản về quá trình thủ tục đặt cọc mua bán một cái lô đất hoặc một căn nhà. Tất nhiên với nhiều cái trường hợp cụ thể khác thì cái hợp đồng này nó có thể biến thể đi một chút xíu để mà phù hợp với từng trường hợp riêng, nhưng mà nhìn chung ấy, thì nó sẽ đều là bao gồm ba cái điều khoản quan trọng mà Dương vừa mới đọc cho anh chị các bạn nghe. Đó, thì hy vọng nếu như đã xem tới đây ấy, thì anh chị các bạn đã vững tin hơn trong cái quá trình chuẩn bị bước vào giao dịch mua hoặc bán hoặc là chuyển nhượng một cái bất động sản. Và Dương mong muốn rằng anh chị các bạn trước khi rời khỏi màn hình thì hãy ấn vào nút like và đăng ký chọn hình quả chuông để kênh Nhà Đẹp Đăng Dương có thể chia sẻ những cái video như này tới nhiều người giống như chị bạn hơn. Đồng thời trong tương lai thì Nhà Đẹp Đăng Dương có thể chia sẻ thêm những cái căn nhà đẹp, những cái lô đất đẹp đang cần bán tới các anh chị đang có nhu cầu. Vậy nhá, bây giờ thì xin chào.